Xin chào, hôm nay Khôi Tủ Nhựa xin giới thiệu một combo tủ quần áo và tủ giày. Màu này là màu vân gỗ đỏ, thì đây là chiếc tủ quần áo. Với chiều cao của nó sẽ là 1m85, ngang là 1m62 và sâu là 48, với thiết kế hai khoang treo. Đây là khoang treo chính. Với khoang treo chính này thì có gắn thanh treo inox rất là chắc chắn, mình có thể treo được khoảng từ 30 đến 40 chiếc móc quần áo. Bên dưới là một ngăn xếp phụ thì mình có thể dùng để những cái đồ xếp gọn hoặc là mùng mền gối, mình có thể để gọn vào bên trong này. Và mặt sau của chiếc tủ đã được làm từ tấm alu, một hộp kim nhôm và nhựa chống ẩm mốc và không thấm nước. Và đây là khoang treo phụ. Với khoang treo này thì cũng có gắn thanh treo inox rất là chắc chắn, mình có thể treo được khoảng từ 5 đến 10 chiếc móc quần áo tùy vào kích thước lớn nhỏ. Bên dưới là hai ngăn xếp phụ. Với hai ngăn xếp này mình có thể để những đồ xếp gọn nhỏ vào trong này, hoặc là những chiếc túi xách của các chị mình có thể để vào ở trong này, nó cũng khá là tiện dụng cho mình. Và đây, kệ này là mình có thể dùng để trang trí lọ hoa, sách, hoặc là các chị nào mà mình yêu thích những chiếc túi xách của mình có thể để trên đây trưng bày, nó cũng rất là đẹp. Và bên dưới là ba ngăn kéo, thì với ba ngăn kéo này thì mình có thể để những đồ xếp gọn hoặc là một số giấy tờ nhỏ thì mình có thể để vào bên trong này. Đi đôi với nó chính là một chiếc tủ giày phối cánh trắng rất là bắt mắt. Chiều cao của nó sẽ là 1m, ngang là 93 và sâu sẽ là 34. Với thiết kế 5 tầng như thế này mình có thể để được khoảng 20 đôi giày. Đôi giày thì mình có thể để nhiều hơn hoặc là ít hơn một chút xíu nha. Và đây là ngăn kéo phụ. Thì cái ngăn kéo này thì mình có thể để móc khóa nè, chìa khóa nè, hoặc là một số giấy tờ như là hóa đơn điện hoặc là phiếu thu gì đó thì mình có thể để vào bên trong này. Thì mình hay quên thì để vào đây thì nó rất là tiện cho mình. Bên dưới là bốn ngăn xếp phụ. Thì bốn cái ngăn này thì mình có thể để những chiếc nón bảo hiểm hoặc là một số giấy tờ này, hoặc là những chị em nào mà mình thích mang bốt á, bốt cổ ngắn á, thì mình có thể để vào bên trong này, nó cũng rất là tiện. Và bạn này các bạn thấy ở bên trên này thì mình có thể tận dụng cái này, mình có thể trang trí những lọ hoa nè, hoặc là những chiếc gấu bông, hoặc là một để một cái lọ cá ở trên này thì nó cũng rất là bắt mắt. Thì một cái combo cái màu sắc như thế này, màu vân gỗ đỏ, đi đôi với nó là một chiếc tủ màu vân gỗ đỏ với cánh trắng như thế này, nhìn rất là bắt mắt, sang trọng nhưng không kém phần hiện đại. Nếu như bạn muốn sở hữu ngay một combo hoàn hảo như thế này thì hãy nhanh tay liên hệ cho bên em theo số hotline 0905 102 845 để được hỗ trợ, hoặc truy cập vào website khoitunhựa.com, hoặc có thể đến xem cửa hàng trưng bày 17 đường số 3 phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Xin cảm ơn.